Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series Tóm Tắt Lenovo Tensei Slam trên animewiki. Bỏ lại sau lưng cuộc nói chuyện của Guy và Diablo, lúc này ở sâu bên trong lục địa, các quốc gia phương Tây đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử. Lực lượng phòng thủ biên giới phía Bắc do ba tước Shadow phụ trách đã biến mất một cách bí ẩn. Lúc này một cuộc họp hội đồng được triệu tập khẩn cấp và đang tranh cãi kịch liệt. Vùng biên giới phía Bắc, tuyến phòng thủ trọng yếu của lục địa đang đối diện với nguy cơ sụp đổ. Hiện giờ chỉ còn các thánh kỵ sĩ và mạo hiểm giả gồng mình chống chịu trước đám ác ma. Vì vậy yêu cầu bức thiết nhất là phải gửi quân tiếp viện ngay lập tức. Với tình thế như vậy, số đông các ủy viên đồng ý thành lập một liên minh quân sự. Mỗi quốc gia sẽ gửi lực lượng của mình để tiếp viện cho phương Bắc và với quyền lực lớn nhất trong hội đồng, Tempest sẽ phụ trách chỉ huy lực lượng đó. Lúc này xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều, một bên ủng hộ hai tay ba chân việc Tempest chỉ huy, bên còn lại thì không muốn giao quân đội của họ cho những ma vật. Mọi ánh mắt trong căn phòng cũng đang dán chặt vào Testarossa vì với cương vị là tùy viên quân sự, cô sẽ là người trực tiếp chỉ huy đội quân đó. Tất cả đều tò mò vì sao một người phụ nữ trẻ đẹp như Testa lại được ma vương Rimru tin tưởng ra cho nhiều quyền lực đến vậy. Quan trọng hơn, lực lượng tiếp viện này chính là tương lai tồn vong của nhân loại. Vì vậy, họ cũng lên tiếng thắc mắc liệu Testarossa có biết cách chỉ huy quân đội hay không. Các vị hãy yên tâm, Rimru-sama đã ra lệnh bảo vệ mọi quốc gia trong hội đồng. Ngoài ra, thuộc hạ của tôi cũng đã khởi hành đến từng quốc gia để hỗ trợ phòng thủ. Lúc này được lệnh Testa, Moss cũng nói rằng quân tiếp viện của bài yêu tinh từ vương triều Sorion đã đến phương Bắc và đang đối mặt với vài ác ma hạ cấp trên hành trình. Điều đó ngay lập tức gây chấn động khắp hội trường. Đã có tiếp viện, đồng nghĩa họ không cần phải đau đầu nữa. Tất cả việc cần làm lúc này là ngồi rung đùi đợi tin chiến thắng. Testa cũng khẳng định tất cả thông tin đó là sự thật, đồng thời nhắc nhẹ Moss rằng lần sau đừng có gọi nữ hoàng Emesha, đồng minh của Rimru-sama là một yêu tinh. Điều đó là thiếu tôn trọng, đồng nghĩa là đang sỉ nhục Rimru. Nghe thấy như vậy, Moss co người lại vì sợ hãi. Tên này cũng là một công tước ác ma và là một trong những ác ma mạnh mẽ nhất sau các nguyên thủy, nhưng lại là chùm sợ Testa. 10.000 năm trước, Moss đã cam kết phục vụ vĩnh viễn cho Testarossa và cũng bất bại từ đó. Vì hiểu quá rõ chủ nhân nên Moss biết rằng nếu chọc giận cô nàng này thêm một chút nữa, anh ta sẽ bốc hơi ngay lập tức. Thế nên Moss nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi về hành vi lỗ mãng của mình. Lúc này bầu không khí trong hội trường cũng trở nên hỗn loạn. Một số người đã vui mừng bày tỏ sự tin tưởng đến Testarossa Dono, một số thì nghi ngờ vì lời nói kia hoàn toàn không có bằng chứng. Nếu tin tưởng vô vọng thì có khi cả lục địa bị hủy diệt lúc nào không hay. Cứ thế hai phe cãi lộn nhau không thu gì một cái chợ. Testarossa và Moss cũng chỉ ngồi từ xa quan sát màn hỗn loạn này như xem một bộ phim hài tình cảm. Một lúc sau, bất ngờ cô nàng đứng dậy và nói rằng: "Giờ ta đã hiểu, đó chính là ngươi, ngươi đã che giấu bản thân khá tốt đấy." Câu nói đó khiến các ủy viên trong hội đồng đứng hình trong 6,9 giây, họ không hiểu điều gì đang xảy ra. Nhưng có một người đang tái mặt đi, mồ hôi chảy ròng trên má khi Testarossa nhìn ông ta với nụ cười thích thú. Đó là một trong ngũ đại trưởng lão, Johann Rosta. Nhận thấy âm mưu của mình đã bị phát giác, Johann liền biện minh rằng quái vật vẫn chỉ là quái vật. Sau đó huy động quân lính xông vào phòng họp. Lúc này Johann cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Testarossa chưa có hành động gì, cô chỉ vừa nghịch tóc của mình vừa bình thản lên tiếng hỏi rằng tại sao Johann lại ra lệnh phá vỡ kết giới phòng thủ của Ingratia. Những lời nói đó ngay lập tức khiến phòng họp chấn động. Kết giới phòng thủ là bức tường ngăn cản quái vật xâm nhập thủ đô Ingratia. Nếu nó biết mất sẽ không khác gì một đại thảm họa của Ingratia và phương Tây. Đám ủy viên ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ xác nhận về kết giới. Tuy nhiên khi đáp án còn chưa xuất hiện thì xung quanh đã vang lên những tiếng ầm ầm như thể một trận động đất xảy ra. Đó chính là dấu hiệu chứng tỏ kết giới phòng thủ đã bị phá hủy. Căn phòng trở nên hoảng loạn rồi thành sợ hãi. Lúc này Johann nở một nụ cười thanh thản như thể đã hoàn thành kế hoạch của mình. Ông ta yêu cầu Chirat, thủ lĩnh biệt đội đánh thuê tông đồ Vetter hãy triệu hồi vị thần đó. Mọi người nhanh chóng hiểu rằng tông đồ của Vetter không chỉ hợp tác với Gavan mà còn liên quan đến Johann nữa, đồng nghĩa Johann đã phản bội lại hội đồng. Ngay sau đó Chirat ra lệnh cho An, thủ lĩnh của nhóm Green Rebellion niệm thần chú triệu hồi. Lần này họ sẽ tìm đến vị thần được các tông đồ của Vetter tôn thờ, một thực thể tối cao và bất bại. Ngay sau đó một cánh cổng hình bầu dục sẫm màu xuất hiện và một sinh vật mạnh mẽ với sức mạnh khủng khiếp bước ra từ cánh cổng. Đó là một người đẹp tóc xanh lá cây trong trang phục hầu gái màu đỏ sẫm, lục sắc thủy tổ Micheri. Các ủy viên gần như không thể di chuyển, họ hiểu rằng chỉ cần động đậy một chút thôi chắc chắn sẽ bị giết chết. Nhìn thấy điều này, Johann bồi hồi nhớ về vài ngày trước đó. Granbell đã thực hiện buổi triệu tập cuối cùng của ngũ trưởng lão. Sau khi mất Degavan, chỉ còn lại 4 người. Đầu tiên là Granbell Rosso, thứ hai là bá tước vùng biên giới Chido của vương quốc Ingratia, thứ ba là đức vua Dolan của vương quốc Dolan và cuối cùng là Johann Rosta. Hôm đó Granbell thông báo về cái chết của Marebell và sự suy tàn của gia tộc Rosso. Sẽ không khó khăn để gia tộc Rosso cùng tồn tại với Rimru, giống như cách Granbell từng sống chung với Luminous. Tuy nhiên vì Luminous là thành phần không quan tâm đến con người nên quá trình cộng sinh đã thành công. Granbell chắc chắn rằng nếu đi theo con đường Rimru đặt ra, nhân loại sẽ rơi vào tầm kiểm soát của ma vương này. Là người đã dành cả 1.000 năm để bảo vệ cho nhân loại, Gran tuyệt đối không muốn để một ma vật thống trị là người và hủy diệt nó. Vì vậy bằng mọi giá ông ta sẽ ngăn chặn Rimru.
Kế hoạch lần này đồng nghĩa với cái chết, nên ngày hôm nay Gran muốn để mọi người tự đưa ra quyết định sẽ đi theo ông ta khô máu với Rimuru hay đầu hàng Ma Vương này. Dolan đã chọn phương án thứ hai, đầu hàng Rimuru. Trận chiến lần này sẽ rất khủng khiếp, cả dân tộc Rosso có thể bị tuyệt diệt. Vì thế cần có người bảo tồn dòng máu dân tộc Rosso và Dolan sẽ làm điều đó. Để mọi việc suôn sẻ, ông ta sẽ cắt đứt quan hệ với dân tộc Rosso và tuyên bố trở thành kẻ thù của họ. Đề xuất này được Granbell chấp thuận. Ông ta cũng khuyên Dolan hãy sống thật tốt và tuyệt đối không nuôi thù hận trong lòng giống như chính mình. Sau đó Dolan lặng lẽ gật đầu, khóc lóc và rời khỏi phòng họp. Vì hiểu được những khó khăn Gran từng trải qua để bảo vệ nhân loại trong quá khứ, Johan và Shido đã lựa chọn phương án đầu tiên, khô máu với Rimuru. Đối với họ, đây là hành động hy sinh vì chính nghĩa. Sau đó cả ba đã bàn bạc kế hoạch cụ thể. Granbell sẽ khiến Yuki đối đầu với Luminous, Shido sẽ giải tán hệ thống phòng thủ phía Bắc, còn Johan sẽ phá hủy kết giới bảo vệ thủ đô Ingratia, đồng thời tiêu diệt các thành viên chủ chốt của hội đồng. Nếu có thể thì giết luôn ủy viên của Tempest nhằm tạo ra mâu thuẫn giữa Ma Vương Rimuru và Ma Vương Grimson. Vâng, một kế hoạch thực sự là ảo ma ma. Quay lại thời điểm hiện tại, nhiệm vụ của Johan đã hoàn thành. Ông ta chắc chắn sự xuất hiện của một công tử ác ma, vị thần của các tông đồ Vetter, chính là khởi đầu cho ngày tan của phương Tây. Hài lòng tốt độ, Johan đảo mắt khắp căn phòng và đứng hình khi trông thấy Testarossa vẫn nở nụ cười dịu dàng. Thậm chí Moss, cậu bé đứng bên cạnh cô cũng hoàn toàn thoải mái. Ông ta nghĩ rằng Testa chỉ đang che đậy lo lắng của mình và sự kiêu ngạo kia rồi sẽ trở thành nỗi tuyệt vọng trong vài nốt nhạc nữa thôi. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Testarossa đau khổ cầu xin lòng thương xót, trái tim Johan đã tràn ngập hạnh phúc. Thế nhưng Testa đã tự tin khẳng định kế hoạch của Johan đã thất bại ngay từ lúc cô được bổ nhiệm làm tùy viên quân sự. Lúc này một trong những thành viên ủng hộ Tempest đã khuyên Testarossa hãy trốn thoát, sau đó báo cáo với Rimuru rằng một trong những thuộc hạ của Ma Vương Gai đã xâm chiếm lãnh thổ phương Tây. Dù chỉ là rất nhỏ, nhưng họ hy vọng Rimuru sẽ đến để giúp đỡ. Testarossa cũng chỉ mỉm cười và nói rằng đó là lý do tại sao tôi xuất hiện ở đây. Kể từ khi Michiri được triệu hồi, cô nàng đã đứng im và lặng lẽ nhìn Testarossa. Điều đó khiến Johan và Chirat hoang mang tột độ. Bọn chúng chỉ đang chờ đợi một màn thảm sát chấn động phương Tây, nhưng nó đương nhiên sẽ không bao giờ xuất hiện vì Testarossa đang ở đây rồi. Không thể tin được, Blank, làm thế nào người có được cơ thể vật lý? Lúc này Michiri mới bắt đầu lên tiếng. Đáp lại điều đó, Testa nói rằng cô không còn là Blank nữa mà đã được ban cho một cái tên hết sức tuyệt vời, Testarossa. Và nếu Michiri muốn giao chiến, cô sẵn lòng ban cho một giấc ngủ nghìn năm ngay tại chỗ. Những điều đó khiến Michiri cực kỳ bất ngờ. Một cơ thể, một cái tên, và giống như Michiri, Testa đã tiến hóa thành công tước ác ma. Đồng nghĩa giờ đây hai người đang ở cùng một đẳng cấp. Cũng vì vậy Michiri bắt đầu suy nghĩ có nên giao chiến hay không. Thực tế cô được Gai giao nhiệm vụ gây hỗn loạn các quốc gia phương Tây từ bên trong. Nhưng nếu phải giao chiến với một nguyên thủy thì quả thực mọi thứ đang đi quá xa. Testa là một nửa của cặp đôi đen trắng vô cùng rắc rối. Hơn nữa bên cạnh còn có thuộc hạ của cô ta, Moss, một trong những kẻ có sức mạnh tiệm cận với các nguyên thủy. Thoạt nhìn thì Michiri và Testa ngang ngửa nhau, nhưng theo logic, Testarossa chỉ mới có cơ thể nên sẽ gặp bất lợi. Tuy nhiên Michiri từ lâu chủ yếu xử lý các vấn đề hành chính cho Gai, trong khi Testa đã dành cả đời trong các trận chiến tranh giành quyền lực ở Minh Phủ. Dù Michiri sở hữu ma thuật nhiều hơn, nhưng trong trường hợp này sức mạnh đang chênh lệch khá lớn. Vì vậy cô ta lập tức tính đến bài chuồn và về báo cáo cho Gai. Không cần phải chọc tức ta như vậy, Testarossa. Mục tiêu của ta hôm nay không phải là tiêu diệt ngươi mà chỉ là phá hủy kết giới của thủ đô. Ngay sau câu nói của Michiri, Testa đáp lại rằng cô đã hiểu và rất mong chờ lần chạm trán tiếp theo của họ. Với nụ cười sâu sắc trên môi, Testa nhìn chằm chằm vào Michiri trước khi cô ta biến mất. Lúc này Chirat không thể thở ra hơi, vị thần tối cao bất khả chiến bại của anh ta vừa bị một ủy viên hội đồng đuổi cổ. Michiri đã vứt bỏ những tông đồ của mình, nhưng Chirat từ chối chấp nhận điều đó, và thế là anh ta tức giận lao vào tấn công Testarossa. Ngay sau đó một tiếng động lớn vang lên, thanh kiếm của Chirat vỡ làm đôi và Moss đang khống chế anh ta trong khoảnh khắc gần như ngay lập tức. Dù rất muốn giết chết tên này cùng với Johan, nhưng Moss đành phải ngậm ngùi khi Testa không cho phép. Thậm chí thanh niên phải ăn một cái bạt tai khi nhân nhóm ý định cãi lời cô nàng này. Vậy mới thấy dường như trong dàn nguyên thủy, chỉ có Gai là đối xử với thuộc hạ của mình nhẹ nhàng nhất. Hành động của Testarossa thực chất là để thực hiện đúng lời hứa của mình với Rimuru trước đó, dù thế nào cũng không để thế giới lên án Tempest. Sau đó Johan, Chirat, An cùng thuộc hạ của mình bị bắt đi. Theo luật pháp quốc tế, họ sẽ bị Ingratia xử lý. Về phần Johan, ông ta chắc chắn sẽ nối bước Gavan, đón nhận một cái chết trong im lặng. Vậy là kế hoạch cuối cùng của Granbell ở hội đồng phương Tây cũng chính thức thất bại. Ngày hôm đó, Testarossa, tân tùy viên quân sự của Tempest, đã khẳng định vững chắc chỗ đứng của mình trong hội đồng các quốc gia phương Tây. Quan trọng hơn, sau sự việc lần này, cả Testa và Moss đều thắt chặt thêm lòng trung thành với Rimuru. Họ tâm phục khẩu phục 1000% khi cho rằng chủ tịch đã dự đoán trước được những điều này nên đã cử Testa làm tùy viên quân sự. Rimuru-sama tuyệt vời làm sao, thật tuyệt vời làm sao. Testarossa trầm ngâm thở dài. Cô cũng hiểu rằng sau sự cố này, có thể Gai sẽ nghiêm túc xem xét mọi thứ. Và nếu một trận chiến xảy ra, Tempest sẽ tập hợp sức mạnh và cho thế giới biết rằng không kẻ nào có thể cắn bước đường của chú tể Rimuru.
Nhìn thì có vẻ rất hoành tráng nhưng Testa đâu biết rằng tất cả chỉ là tình cơ. Rimru chỉ muốn thuê họ như nhân viên tạm thôi, thậm chí còn chưa biết khả năng của các nhân viên này tới đâu. Vẫn là phong cách thường thấy của chủ tịch, kẻ hủy diệt sự xui xẻo Rimru. Nếu gọi đây là kỹ năng thì nó sẽ là kỹ năng tối thượng của tối thượng, Haki nhân vật chính. Lúc này tình hình ở khu vực phía Bắc cũng đã ổn thỏa. Thuộc hạn trung thành thứ hai của Testarossa, Sen đã kiểm soát triệt để mọi thứ trước khi các pháp sư của Emacha đến nơi. Vì Gai không thực sự nghiêm túc nên đám ác ma nhanh chóng bị đánh bại và quay trở về lãnh địa của chúng. Sự xáo trộn ở phương Tây đã kết thúc, nhưng rắc rối dường như chỉ mới bắt đầu, bởi vì ngay lúc này cuộc trò chuyện của Gai và Diablo vẫn chưa kết thúc. Gai đã nhận được thông báo của Mercury về việc bạch sắc thủy tổ xuất hiện, thậm chí còn được bàn cho một cái tên. Trước thắc mắc của Gai, Diablo tự hào giải thích: "Ồ, ý ngươi là Testarossa, cô ấy là một trong số rất nhiều người đã biết về sự tuyệt vời của Rimru-sama." Sau đó với hàng loạt thông tin Diablo cung cấp, Gai hiểu rằng bạch sắc thủy tổ đã được Rimru ban cho cơ thể và đặt tên là Testarossa. Ngoài ra, cô ấy cũng đã tiến hóa thành công tử ác ma. Trong kế hoạch quấy nhiễu lần này, Gai đã thất bại, nhưng sự hiện diện của Testa khiến anh ta dần nhận ra Rimru quả thực không đơn giản. Đó là điều đương nhiên, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Rimru-sama. Ngươi cũng chỉ là một con tốt trong trò chơi này mà thôi, Gai. Cứ thế Diablo dần khiến tên chủ nhân ngây thơ vô tội của mình trở thành kẻ đấu đầu với Gai, tự nhủ rằng hắn Rimru đang cảm thấy nhói nhói tim không hề nhẹ. Về phần Gai, anh ta đang thực sự đau đầu, Ren cũng đang tái mặt, cán cân quyền lực được họ duy trì hàng nghìn năm qua nay đã tan thành khói bụi. Đó cũng là nỗ lực của Gai trong lời hứa về Vedanava. Ba nguyên thủy kìm chân nhau trong cuộc tranh giành quyền lực, phương Đông và phương Tây đối chọi, Luminous cùng Tokryu cũng gây sức ép lên nhau, mọi thứ đều có mối quan hệ ràng buộc, thế nhưng Rimru đã phá tan tất cả. Khi đang suy nghĩ miên man, Gai thắc mắc về hai người còn lại trong bộ ba nguyên thủy. Ý bạn là Ultima và Kairara, Rimru-sama đã thu xếp cho hai người đó rồi, họ có vẻ rất vui. Gai nhanh chóng ngắt lời Diablo, ngay lúc này anh ta không có thời gian để nghe nốt câu chuyện vì hiểu rằng nó sẽ cực kỳ lăng ngoăng. Ta sẽ nghe người nói về nó sau, Ultima và Kairara chính xác là những ai? Ultima là tử sắc thủy tổ Violet, Kairara là hoàng sắc thủy tổ Chao. Họ đều rất thích cái tên mới và có vẻ như đã quên những trò chơi ban đầu của mình. Ngay đến đây, Gai thực sự choáng. Tên lập dị như Diablo thì không nói, nhưng thu phục được bộ ba nguyên thủy kia quả thực ngoài sức tưởng tượng, đặc biệt là bạch sắc thủy tổ, ác ma kiêu ngạo nhất trong dàn nguyên thủy. Gai nghĩ rằng cô ta sẽ không bao giờ nghe lệnh từ người khác. Như hiểu được ông tóc đỏ đang nghĩ ngợi điều gì đó, Diablo giải thích rằng chính anh ta đã mời họ đến, đơn giản là muốn ba người này làm mấy việc linh tinh thay cho mình. Như vậy anh ta mới có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh Rimru-sama. Chiến đấu không ngừng nghỉ như một lũ ngốc về quyền lực thật là nhàm chán. Vì thế ta hy vọng họ sẽ trưởng thành hơn một chút và đến giúp đỡ Rimru-sama. Gai đứng hình toàn tập, hóa ra thủ phạm là Diablo. Sâu trong thâm tâm, anh ta ngầm chửi rủa: "Tất cả là lỗi của ngươi, ngươi mới là tên cần phải trưởng thành." Gai cũng thắc mắc về Rimru, một ma vương bình thường không thể đặt tên cho một nguyên thủy. Nếu làm như vậy, toàn bộ linh hồn của người đó sẽ bị tiêu hao trước khi hoàn thành quá trình ban tên. Nó chẳng khác gì tự sát. Trên thực tế, Rimru cũng đã cạn kiệt gần như toàn bộ ma tố và phải tiến hành đặt tên cho ba chỉ huy ác ma trong mỗi ngày tiếp theo sau đó. Với tất cả những chuyện này, Gai quyết định phải nói chuyện trực tiếp với Rimru. Thế nhưng Diablo đã từ chối và điều đó khiến Gai tức ói máu. Sở dĩ từ đầu cuộc gặp mặt này, Gai không muốn xuống tay với Diablo. Tên hắc sắc là một ác ma rất đặc biệt. Nếu bị giết chết, anh ta sẽ hồi sinh ngay lập tức. Dường như các thủy tổ cần một thời gian để hồi sinh nếu bị giết chết. Con số nằm ở khoảng 1.000 năm. Biết rõ sự đặc biệt của Diablo nên Gai tự nhủ tuyệt đối phải giữ bình tĩnh và không để bị người khác khiêu khích. Không có vấn đề gì cả, thực sự tôi chỉ muốn nghe thêm những điều cậu kể, và đây chắc chắn không phải là nơi để tán gẫu. Tôi nghe Dino nói rằng lãnh địa của Rimru khá giàu có, vì vậy tôi cũng muốn tự mình kiểm tra nó. Gai nói với giọng điệu khá thân mật khi vòng tay qua vai Diablo và kế hoạch đó đã thành công. Ai rồi cũng có điểm yếu thôi. Nghe thấy quốc gia Rimru được ca ngợi, Diablo nở mày nở mặt đến mức cho phép Gai đến thăm Tempest. Và thêm một lần nữa, Rimru-sama của anh ta sẽ gào lên khi biết điều này. Sau đó Gai nói lời tạm biệt và rời đi. Ở lại phía sau, Diablo thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như lần này ta đã vượt qua, không nói trước được mọi thứ sẽ như thế nào nếu Gai quyết định can thiệp. Ngay cả ta cũng sẽ gặp khó khăn khi đối phó với hắn ta. Ta cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Và cứ thế tiếng cười của Diablo vang vọng trong khoảng không. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.